Hoa Kỳ. Để hôm nay được gặp lại những người bạn cũ mà tôi đã quen biết hơn 30 năm. Cái dịp phút đó thì ngày hôm nay những người bạn muốn tôi đưa lại một cái bản nhạc ngày xưa của một thời còn niên thiếu, còn trẻ. Xin mời quý vị được gửi đến quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Tường Công Phụng mang tên Bây Giờ Thắng Mình.